nói gì chứ 30 các bạn thấy không vậy? Thấy mà đúng không? Rồi ok, bây giờ á cái bài này bữa trước mình làm mình chỉ show thông tin ra một cách bình thường thôi, giống như bài lớp 1 thôi. Bây giờ mình nâng cấp một tí xíu là mỗi lần mình lít vô cái kết quả này nè thì nó lấy thông tin này nè, nó đưa vô cái danh sách bảng. Thì bây giờ mình phải có một cái bảng trước cái đã ha. Rồi table nè, tạo bảng nè, tốc ký xin được phép bắt đầu nè. Thì cái bảng này đương nhiên phải có cái tiêu đề ha, thẻ tiêu đề HTML nó là TH, ví dụ đây là họ lót nè. Đó. Rồi cái này là TH tiếp nè, cái này là tên đó, cái này là tuổi đấy, hình dung không? Mình chỉ cần ba cái thông số này thôi. Rồi cái này là tiêu đề bảng thôi. Bây giờ cái mục tiêu của mình đó là mình lấy cái thông tin trên cái form này nè, mình ép vô đây nè, ép ngay chỗ này nè. Thì cái này là nó phải là TD ha, TR chứ quên, và TD, và ba cái TD này là ba cái dữ liệu trên cái form đưa vô đây đấy. Cái này là table thô chưa có CSS nhưng mà nó sẽ hiển thị đúng dữ liệu là được. Rồi khi mà mình học HTML á, các bạn sẽ ít có biết tới cái khái niệm là t body ha, t body đó. Thì cái phần nào là cái phần mà dữ liệu mà nó có thể cập nhật thường xuyên á, thì mình sẽ khai báo thêm một cái t body để nó chứa tất cả cái tr. Tại mục tiêu của mình là mỗi lần click vô cái chữ kết quả, thông tin trên cái form nó sẽ đưa vô đây nha. Thì cái t body này mình cho một id, thay vì cái bài bữa trước á mình sẽ show kết quả ra cái này ha. Và bây giờ mình không có gã đó, mình cho ra đây nè thì nó mới nối chuỗi vô, nối chuỗi vô có bao nhiêu thì cứ nối vô ha. Thì lúc này mình cho id bằng kết quả luôn, ví dụ như vậy kịp không? Đó, học lại HTML là có chữ T body ha, là cái chỗ mà chứa nội dung của cái bảng là T body. Rồi bây giờ mình quay qua cái function của mình. Khi mình click vô cái kết quả này thì nó đâu, nó đâu rồi quý vị ơi, mở nó lên giùm cái. Rồi nó đây nha. Rồi bữa hổm mình cũng đã làm quen với việc là tạo một cái sự kiện từ một cái đối tượng HTML ha, tạo sự kiện list và thực hiện cái hàm này, và cái hàm này mình đang thực hiện như thế này và mình cho kết quả như thế này. Rồi ok, tới đây thì mình có thể là mình đóng lại để đó đi. Và bây giờ cái việc của mình làm gì? Đưa những cái nội dung này nè vào cái HTML này đấy. Thì vì vậy mình lấy cái này mình đem qua nè, Ctrl X nè, mình đem qua đây nè. Lúc này á thì mình là va nè, KQ nè, bằng nè. Bữa trước thì mình nối chuỗi bằng cái phương thức như thế này, nháy đôi, dấu cộng. Đó là cái cách mình làm với Java Script cơ bản. Ví dụ như mình làm phiên bản nâng cao hơn thì mình không cần là mỗi một dòng mình có dấu nháy, mỗi một dòng mình có dấu nháy đôi, dấu cộng, không cần. Mà mình chỉ cần một cái duy nhất thôi là dấu xuyệt ngang nhỏ nhỏ nằm ngay cái nút dấu ngã. Thì cái này là cái ES6, tức là Java Script nâng cao, giới thiệu cho các bạn luôn để các bạn đỡ là biếng ha. Tức là dành cho những bạn là biếng á, là biếng thì sử dụng cái này nhưng rất là nguy hiểm. Ví dụ như cái này mà mình sử dụng mình chạy trên máy mình không sao hết, tại cái trình duyệt trên máy mình lúc nào cũng mới nhất. Có những cái trình duyệt ở những máy khách hàng hay máy của ai đó có thể nó bị lỗi á nha, tại vì có một số trình duyệt thì nó chưa có nâng cấp trên lên phiên bản 6. Hình dung không? Java Script cơ bản thì nó từ 5 trở xuống, Java Script nâng cao rồi từ 6 trở lên. Rồi mấy cái này mà nếu mà các bạn học web thì các bạn sẽ học kỹ cái Java Script nâng cao này ha. Còn bây giờ tôi giới thiệu luôn để các bạn làm cho nó nhanh, tức là mình bát nguyên một đoạn HTML vô đây luôn đó, chỉ cần thế thôi.
mình không cần cực giống như bữa trước. Bữa trước á, thì là mình phải nhấy đôi. Bữa trước phải là nhấy đôi dấu cộng ha, mỗi dòng đều làm vậy. Còn bây giờ chỉ cần dấu nháy này thôi, cái nút trước số 1 á, cái nút dấu ngã đó là nó đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần thay thế giá trị vô đây thôi. Chỗ này là gì? Chỗ này là họ lót, thì đang sử dụng dấu nháy nhỏ nhỏ đó thì vẫn sử dụng tiếp dấu nháy nhỏ nhỏ đó, vẫn là dấu cộng chỗ này, hình dung không? Rồi đưa cho họ lót vô đây. Rồi tương tự như vậy, mấy cái chỗ khác y chang vậy ha. Một cách viết khác để ghép chuỗi trong JavaScript. In hoa đưa vô đây, tuổi đưa vô đây, bỏ ngày sinh đi, tại hôm nay mình để là họ lót và tên và tuổi thôi. Rồi mình đã có kết quả này rồi, bây giờ mình sẽ nối chuỗi vô đâu? Mới nãy ở đây là KQ, T body của mình là KQ chứ không phải là box show kết quả nữa. Và mình muốn nối vô thì chỗ này phải là cộng bằng. Nếu mình không cộng bằng đó thì nó mất cái cũ, nó chỉ hiển thị cái mới. Mình cộng bằng thì nó nối vô. Những T, E, R nối vô, nó tạo thành một cái danh sách ngay chỗ này nha. Mỗi cú lít của mình là một TR. Một TR nó có 3 cái TD. Mỗi TD chứa một cái thông tin nào đó. Làm quen từ từ ha. Tuần sau là mình bắt đầu mình học tới cái nốt á. Hơi nhức đầu xíu. Đơm chứ quên, hơi nhức đầu xíu. Đơm nhức đầu cực kỳ. Cho nên bây giờ làm quen từ từ nè. Các bạn học từ những, học từ không biết gì cho tới chuyên nghiệp đó. Rồi. Ổn không? Cố gắng nhớ có T body là được ha, là cái thân của thái bồ, cái nội dung chính của thái bồ gọi là T body, và nó chứa các TR. Các TR là dữ liệu ở đây nè đó, mỗi lần lít là nó đưa cái này vô đây nè. Nếu mà không có dấu cộng thì nó chỉ có một cái thôi, nếu mà có dấu cộng nó giữ cái cũ, nó ép cái mới vô. Rồi làm cả hai trường hợp chơi cho vui. Rồi Trần nè, Bê Ho nè, sinh 2000 nè đó. Trần nè, Ba Ho nè, 2000 nè ha. Bóng to to lên cho dễ thấy nè. Rồi khi các bạn nhập rồi đó mà các bạn muốn xóa cái này á, nhập rồi thì xóa đi để làm gì ha. Thì sau khi nhập rồi nè, sau khi nhập rồi, tức là kết quả lấy rồi nè, thì ngay chỗ này mình xóa được nè. Xóa làm sao? Họ lót, tên, năm sinh bằng rỗng hết. Ví dụ như họ lót bằng rỗng. Thử có được không ha? Được hả? Mình làm tiếp. Rồi, Trần nè, Bê Ho nè, ha ha đi. Rồi năm sinh 2000. Ồ, không được thì mình sẽ làm như thế này. Cầm trên C nguyên cái này xuống để đây ha. Tức là lấy kết quả rồi bắt đầu mình xóa cái input, xóa value của input, xóa value của input. Các bạn làm gì các bạn tập comment lại để cho dễ nhớ nha. Rồi thử ha. Trần ha đó, tức là nó sẽ xóa nội dung đó. Nhớ ha, mình muốn xóa hết 3 cái thì mình cứ bị bát này xuống 3 cái là xong đó. Thì cái này là tên nè, cái này là năm sinh nè. Tức là mình làm mình phải ngứa ngứa con mắt để mình làm cho nó chuẩn, cho nó có cái gì đó là của mình trong đó. Rồi thử lại luôn. Trần Ho 2000. Rồi một em ha. Trần Ha 2009.
rồi nó không có nối vô mà nó xóa luôn cái cũ. Thì bây giờ mình chỉ cần là thêm dấu cộng ngay đây thôi là xong, là nó giữ cái cũ nó nối cái mới vô ha. Rồi Trần à, Thắng 2K4 đó, Thắng 2K4 ai à, nhớ tên đó coi. Nguyễn Nam ha, 2K3 ha, tức là nói dài vô. Thì với cái tư duy này, với cái cách làm này, mai mốt các bạn gặp rất là nhiều luôn. Khi các bạn tạo giỏ hàng hay là tạo cái gì đó có tính chất là nói vô, thì cách làm nó sẽ như vậy. Và một lát qua bài thứ hai của lớp 2 mình cũng làm giống giống vậy đó. Cho nên mỗi một cái bài mình học thêm được chút xíu, cho nên quá trình học là học dài dài, chứ không đứa nào mới giỏi mà cuối môn cái em có bài lắp hết trơn rồi ha, tôi không tin đâu. Để cho mình cố gắng mình học từ từ các bạn, trong những cái bài nhỏ gì mình phải chắc, cái nào không hiểu mình hỏi liền. Cho nên ha, bữa nay mình biết thêm được cái dấu nháy nhỏ nhỏ này thì có thể làm theo như vậy cũng được, chả sao hết ha, để cho đỡ cực. Cái này mình làm khá cực nè, nếu cái đoạn HTML của mình đó, nó dài là làm này chết luôn á. Tại vì mai mốt mình có một cái bài tập là load dữ liệu danh sách sản phẩm từ cái file JSON chẳng hạn, hoặc là từ cái mảng tổ chức sẵn mấy cái dữ liệu trong đó, thì cái nguyên cái box HTML của mình giờ thòn à, mà mình làm kiểu này kể như ngồi khóc luôn đó. Cho nên mình chỉ cần hai cái dấu nháy nhỏ xíu như vậy, chặn đầu chặn đuôi và chấm phẩy là xong. Rồi sống mê nào biết trước định mệnh, xong đó ha, hoàn thiện bài 1 lớp 2. Rồi có ai hỏi thêm cái gì nữa không? Không hỏi bắt đầu làm tiếp. Biết gì đâu mà hỏi hả? Một lát là không điểm chắc luôn con. Nha, cái nhóm mình đó đó, cái thằng tóc vàng vàng trắng trắng đó. Dấu đơn không có khác gì dấu nháy kép, mà này không phải là dấu nháy đơn nghe con. Thử coi, cái này không phải dấu nháy đơn, cái dấu nháy ngay cái dấu ngã trước số 1 á, nó không phải là dấu nháy đơn, không có na ná, nó khác nhau hoàn toàn. Nó là dấu huyền nhỏ, ta gọi là backlit hay cái gì á, tiếng Anh là gì không hiểu, không nhớ. Backlit hả ta, không phải blacklist gì á, để tôi về để tra cứu là cái dấu này dấu gì. Vâng, nó sáng tạo vậy á, dấu nhỏ xíu vậy đó chứ không phải dấu nháy. Nè, dấu nháy đơn là này nè, đó nó đứng vậy nè, sai liền thấy chưa, đâu có ra, chết cha rồi, sai rồi, căng quá. Rồi ok, ngon rồi đó. Tại vì mai mốt mình làm việc với HTML nhiều lắm, cho nên mình phải làm bằng cái dấu này để cho nó đơn giản. Mình phải biết hai cách làm luôn, để khi nào mà ai đó người ta báo mình ừ cái chỗ đó bị lỗi thì mình biết được mình sửa, chứ đừng hỏi tại sao từ đầu không chịu hướng dẫn cái này, ví dụ như vậy. Đừng có những câu hỏi vô tri như vậy, mình phải học từ 1 tới 2 rồi tới 3 rồi tới 4 tới 5 tới 6 tới 7 tới 8 tới 9 tới 10, đâu ra mà nhảy lên tới 10. Cái gì nó cũng căng có cơ nha, cố gắng học những gì nó là gọi là nền tảng cho nó chắc. Rồi xong bài 1, làm nhanh lên, 5 giây bắt đầu, làm nhanh lên.